Thiệu Hà Lưu vốn là một kẻ hẹp hòi, vì quá hẹp hòi nên lão ôm mối hận với Trùng Thiên mấy năm trời không tan. Lão đã làm nhiều việc ác, trời đầy lão mãi mới có một mụn con. Thế nhưng chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ lão cố gắng từ trước tới nay đã biến mất không còn tăm hơi gì. Tại sao lại như thế? Là bởi lão đã làm đau một người, một con người thực sự tử tế. Lão chết rồi, phái bồng lai cũng biến mất, chỉ xót xa thay những môn đồ vô tội tự nhiên phải bỏ mạng. Trùng Thiên cố ý tận diệt đám người không liên quan ấy, chẳng phải chàng cũng là một ác nhân, một kẻ tồi tệ? Tội nghiệp của chàng càng lớn hay sao? Trong cuộc đời có những lúc sóng gió ập đến, sóng vùi dập ta tới mức không thở nổi. Ta càng cúi mình, sóng càng khoái chí. Thế rồi ta kệ sóng kệ gió, đâm chết hết cả cá tôm. Nghiệp do ta cũng chẳng sợ, lỗi do ta cũng không sờn lòng. Chuyện đời phân sáng định tối vốn là một điều khó khăn. Lại nói về Mộ Dung Nguyên, hắn dẫn mấy chục thủ hạ tới Tiên Kiếm Môn gầy hấn. Hắn tất nhiên sự khó mà thành, bởi dù hắn có là ai thì cũng khó thoát nổi bàn tay của Vạn Trùng Thiên. Chỉ là chàng có muốn ra tay định đoạt số phận của hắn hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 99 mang tựa đề Cao Nhân Chạm Cao Nhân, đằng phòng đụng tối thượng. Kỷ vừa mới dứt lời, thân hình đã chồm lên như một đạo cầu vồng. Y đang trên không đâm ngay một kiếm, nhắm thẳng mạn sườn của Mộ Dung Nguyên mà tấn công. Nguyên thấy kiếm kình rất mạnh, không dám đối kháng, tay tả tựa vào vai lãng nhảy ngược về sau. Kỷ không cho hắn thời gian chuẩn bị, tiếp tục sấn tới. Mấy năm nay kiếm pháp của y tiến bộ không ngừng, trong tay lại sở hữu đệ nhất thần binh Tiểu Trùng Bi, một kiếm chém ra như trời lòng đất lở. Nguyên ban đầu khinh thường, chỉ dùng bộ pháp né tránh, nhưng đến chiêu thứ 7 cảm thấy nghẹt thở, bất quá phải rút trường kiếm ra chống trả. Cả hai liền dốc hết sở học bình sinh mà đánh. Kiếm pháp của Kỷ trong nhẹ có nặng, trong thanh thoát có trầm động, còn kiếm pháp của Nguyên biến ảo phi thường, không hoa mỹ như phi tiên đoạn kiếm, nhưng mỗi chiều mỗi thức bao hàm sở trường của rất nhiều môn phái. Bồng Lai có, Thanh Thanh có, Côn Lôn cũng có. Trận đấu bây giờ thật là dữ dội, không đơn thuần là tỉ thí phân được thua, mà là cuộc chiến sinh tử. Mộ Dung Nguyên mỗi chiều mỗi thế đều dồn Trinh Thoái Kỷ vào tử địa. Thế nhưng phi tiên đoạn kiếm thật là kỳ diệu, hễ khi nào y thua thế, địch nhân định ra đòn tối hậu đều bị ngăn chặn từ trong trứng nước, thành ra Kỷ mấy lần chuyển nguy thành an. Mộ Dung Nguyên biết binh khí của địch thủ lợi hại, thỏa tiên có ý dè chừng, thế nhưng kiếm pháp không phát huy tới chỗ lâm ly, dần ra bị lép vế trở lại. Nguyên muốn thử xem nội lực đối phương tới đâu, liền dùng 10 thanh chém ra. Hai thanh kiếm va vào nhau một tiếng thật lớn, bọn họ đều lắc lư trên không, rồi dội ngược về sau, chân đứng yên trên cột đèn. Nguyên đôi mắt gườm gườm nhìn lên sống kiếm, thấy nó bị mẻ sâu chừng nửa tấc. Cũng may khí giới nhà Mộ Dung cũng là kiếm báu, nếu kiếm bình thường ắt đã gãy làm đôi. Hắn liền chửi động: con mẹ nó, Trinh Thoái Kỷ, ngươi chỉ giỏi cậy nhờ thần binh, chứ phi tiên đoạn kiếm chẳng có chi đặc sắc. Trinh Thoái Kỷ không tỏ ra tức giận, y đáp lại: đúng, thiên hạ cao thủ nhiều vô kể, Kỷ mộ vốn là trúc mộc ven đường, nhưng cũng đủ sức mạnh đánh bại nhà ngươi. Ta từng nghe nhà Mộ Dung kiếm pháp lợi hại, nay tận mắt trông thấy, hóa ra cũng bình thường, chỉ có hư danh. Nguyên nghe đối phương nói, tức nổ đom đóm mắt. Hắn gầm lên: khốn kiếp, dám miệt thị Mộ Dung gia, hôm nay ta phải quyết lấy mạng nhà ngươi. Đoạn hắn điểm chân một cái, thân hình vút đi, vọt tới chỗ của Trình Thoái Kỷ. Kỷ liền đưa kiếm ra cản, hai kiếm đẻ nhau, tạo thành hình chữ thập. Nguyên đang trên không, mượn sức nặng của mình ấn xuống, tay còn lại phóng trưởng vào đầu địch thủ. Kỷ hơi khuỵu chân, cũng vươn tay lên tiếp chiêu. Bỗng nghe bộp một tiếng, trường tâm của Kỷ đột nhiên tự đánh vào cẳng tay y. Kỷ kêu ối cha, Tiểu Trung Bi lập tức rượt khỏi bàn tay. Kiếm của Nguyên không còn vật cản, cứ thế chém xuống.
Kỳ khẽ ngả người ra, đồng thời vung chân đỡ lấy Tiểu Trùng, đá ngược lên trên. Mộ Dung Nguyên thấy phía sau bị tấn công, không dám dùng hết sức, kiếm của hắn chạch đi, hớt vào bả vai Kỳ, khiến y mất một mảng thịt, máu chảy nhuễ nhoại phủ khắp cánh tay. Mộ Dung Nguyên loạng choạng điểm chân xuống đất, thấy phía sau lưng rạn rát, kiểm tra mới thấy bị thương, máu huyết đẫm thành một mảng. Kỳ liền nói, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Được đối thủ tán dương, nhưng Nguyên chẳng thấy vui, mà hắn còn bất ngờ. Vâng chán hẳn lên ba nếp nhăn đậm. Hắn nghĩ thầm trong bụng, thằng cha kia năm xưa chỉ là một gã tầm thường, ta coi như cỏ rác, nay không ngờ mới một thời gian, kiếm pháp của gã đã tiến bộ vượt bậc, xem ra chẳng kém gì mình. Ngay cả một đứa đệ tử phái Tiên Kiếm mới mười mấy tuổi cũng bản lĩnh cao siêu như thế, nhân tài Mộ Dung gia chẳng tài nào sánh được. Cứ đà này vài năm nữa, lập địa trang ắt là thua sút. Nghĩ đến đây, Nguyên bỗng nhiên tủi hổ. Hắn từng tự tin mang theo 30 thủ hạ tới Tiên Kiếm môn san bằng chốn này, nay mới qua 2 cuộc đấu, chợt hắn hối hận. Nếu giờ hắn rút lui, tất anh hùng thiên hạ sẽ chê cười, mà nếu đấu tiếp, chưa chắc hắn đã thắng. Trong lúc hắn đang phân tâm, bỗng nhiên mé bên phải có tiếng quát lên, Mộ Dung thất phu, dám đả thương sư phụ ta, xem một kiếm của ta đây, chính là Mạn Hổ Anh. Thanh âm vừa dứt, Mộ Dung Nguyên đã cảm thấy sau ót lạnh lạnh. Kiếm đi nhanh quá, lại vô cùng hiểm hóc. Mộ Dung Nguyên không kịp chuẩn bị, mới quay người lại chống đỡ, đã bị cậu bé đâm ngay vào cổ tay. Hắn vội buông kiếm, thu tay về giáng cho cậu một chưởng. Mạn Hổ Anh tưởng đắc thắng, không ngờ đối phương phản xạ kinh người, trúng đòn ngay vào bụng. Thân hình cậu xoay 2 vòng trên không, mũi kiếm chống xuống đất giảm lực, rồi tiếp tục phạt chiều. Mộ Dung Nguyên thấy cậu bé tài năng, tuy không muốn lấy mạng, nhưng vì thuộc phe địch, bắt buộc phải diệt trừ. Nguyên tả nhu hữu cương, nội kinh tụ thành một khối cầu, cản lại mũi kiếm của cậu bé. Kiếm của Mạn Hổ Anh đâm tới, lập tức bị hút vào vòng kình, rồi hất ngược ngang cổ cậu, chỉ trong nháy mắt. Cậu bé không ngờ trên đời lại có môn võ công cao siêu như thế, nhưng cậu thân tâm bất loạn, kiếm người theo nhau, nương theo kiếm lực vòng ra sau lưng của Mộ Dung Nguyên, đánh trả một quyền. Nguyên khẽ thốt lên, giỏi lắm. Nghe bịch một tiếng nhỏ, hai quyền đụng nhau. Mạn Hổ Anh công lực còn non, bị đẩy lui tới 5-6 bước, khóe miệng thổ ra một ngụm huyết. Nguyên tùy đắc thắng, nhưng hắn cũng bị địch nhân điểm một kiếm ngang cổ. Hắn lấy tay sờ lên vết thương, rồi thè lưỡi liếm ra chiều thèm thuồng. Các thủ hạ của hắn nhào nhào, công tử ra, để bọn tôi xông lên giết chết tên oắt con kia. Mộ Dung Nguyên giơ tay, cái đó hãy để cho ta. Đoạn hắn chỉ tay vào sư đồ Kỷ, hôm nay Nguyên mỗ sẽ thu phục hai thầy trò nhà ngươi, mau lại đây nào. Trình Thoái Kỷ vốn không phải kẻ ỷ đông hiếp yếu, nhưng biết chuyện này liên quan đến sự tồn vong của bản phái, nếu mình đánh thua, hẳn tất cả các môn đồ Tiên Kiếm sẽ bị giáo động, vinh nhục của bản thân này chẳng còn quan trọng nữa. Y và Mạn Hổ Anh bốn mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên. Mộ Dung Nguyên vốn chỉ nói cho sàng mồm, nâng cao sĩ khí của nhà Mộ Dung, mà hạ thấp sĩ khí của bên địch. Không ngờ Kỳ chẳng hiểm sĩ diện, lại sẵn sàng lấy 2-1, khiến cho hắn mặt ngắn tũn, tự trách bản thân không cái dạy nào bằng cái dạy này. Hiện giờ nếu hắn không ứng chiến, khác nào làm trò cười cho thiên hạ, sau này làm sao ngước mắt lên nhìn đời. Ba người đang thủ thế, chợt đâu có một giọng nói ồm ồm từ phía hàng ngũ nhà Mộ Dung. Công tử ra, việc nhỏ này hãy để cho tiểu nhân. Mộ Dung Nguyên nom nhìn, song nhãn có vẻ hơi khàng khác. Hắn thấy có người thay, mừng như mở cờ trong bụng, bởi dẫu gá ta có thua thì mình cũng chẳng hề mất mặt. Viên thủa ấy chậm rãi bước tới, tay đặt nhẹ lên cán kiếm của hắn. Trong mắt của hắn sáng lên, dung diện dần trùng xuống.
Hắn liền bảo: "Thôi được rồi, nếu người không địch lại, sẽ đến lượt ta." Viên thủa ấy tới trước mặt sư đồ Kỷ chắp tay: "Tiên kiếm môn sản sinh ra nhân tài như hải vị, tất sau này thanh thế sẽ vàng dội, chẳng thua gì Thiếu Lâm hay Minh Chiếu gia. Hôm nay tại hạ xin mạn phép lãnh giáo cao chiêu, mời." Trình Thoái Kỳ thấy hình dung người này lạ lắm, biết gã cũng là cao thủ. Gã ta tuổi trung niên, da rẻ không tươi, sắc mặt u trầm, tựa mới ôm dậy. Gã bộ pháp vững chắc, chậm nhưng không ỉ, nhẹ nhưng khó lay, thần thái so với tên lãng kia có vẻ hơn nhiều. Kỳ lần này tự mình bước lên, hai người tiến đến gần nhau, cúi chào một cái rồi thủ thế. Kỳ ra tay trước, đâm dứ một kiếm thăm dò đối phương. Lạ thay mũi kiếm sắp chạm tới tim mà thân hình gã không hề lay động. Kiếm của Kỳ cách chừng một tấc, gã mới nghiêng người ra, kẹp ngay vào trong nách. Kỳ ứng biến thật nhanh, cố xoay tròn cổ tay, buộc gã phải nhả kiếm. Quả nhiên vị thủ hạ kia giương tay lên, tay còn lại của gã giáng cho Kỳ một trọng chưởng. Kỳ điểm chân bật lên, người ngang mặt đất né tránh. Bỗng đâu y thấy đầu mình nặng trịch, hóa ra đã bị gã ta túm tóc rồi. Kỳ tất nhiên không chịu thua, sử ra chiêu thứ 7 trong Phi Tiên Đoạn Kiếm có tên là Thuận Thủ Khiên Dương. Chiêu này dùng trong trường hợp cấp bách, khi bị địch nhân khống chế các bộ phận gần huyệt bách hội. Chỉ thấy tiểu trùng bi khua lên thành một vòng tròn, không khác gì tấm khiên cắt mặt. Vị thủ hạ vô danh thấy lưới kiếm sắc lẹm, không thể không rụt tay về. Kỷ liền mượn thế nhảy lùi về phía sau. Y vừa điểm chân xuống đất, mặt mày đã xa sầm, đầu váng mắt hoa, chỉ thấy trước mặt cảnh vật nghiêng ngả, trời đảo đất lộn, chục giây vẫn chưa trấn tĩnh lại. Thủ hạ vô danh cất giọng thật oang oang: "Hỡi các huynh đệ tiên kiếm môn, các ngươi nên hiểu thời thế thế thời. Này Mộ Dung gia thế lực hùng mạnh, tiên kiếm môn vốn không thể địch lại. Vậy mà tên trưởng môn vô dụng này, thừa biết như vậy, lại kéo các ngươi vào chỗ chết. Như thế há chẳng phải coi thường tính mạng của các ngươi như cỏ rác hay sao? Chi bằng hãy đầu hàng lập địa trang, dưới sự bảo trợ của công tử gia ta, địa vị trong võ lâm của phái tiên kiếm sẽ vững như Thái Sơn, không gì lay chuyển được." Đám người phái tiên kiếm lúc đầu hưng hực khí thế, nhưng giờ thấy Trình Thoái Kỳ mới vài chiêu đã hạ phong, thành ra tâm thần nao núng. Kẻ nào kẻ nấy mặt ngơ ngác như chó con mới đẻ, chỉ biết lặng thinh nhìn nhau. Bỗng nhiên trong đám người phái tiên kiếm có một thanh âm khan đục cất lên: "Gian tặc Mộ Dung, ta thà chết chứ không theo các ngươi, thử nếm một kiếm của lão nhân gia xem nào." Người ấy từ trong đám đông chồm lên, tuốt kiếm nhắm thẳng thủ hạ vô danh mà đâm. Lão mới đánh ra một chiêu mà kinh kiếm uy mạnh, nội lực xem ra còn hơn cả Trình Thoái Kỳ. Thủ hạ vô danh tự nhiên thấy hứng thú quá to: "Đem kiếm cho ta." Lập tức người của Mộ Dung ném một thanh kiếm cho gã. Gã khoái chi lắm, ánh mắt có vẻ rạng rỡ. Kiếm của gã như điên như cuồng, tựa một làn huyễn ảnh. Dưới ánh nắng chói chang, ánh kiếm bị phản chiếu thành những đạo bạch quang dập dờn. Lão già phải tiên kiếm tấn công được 3 chiêu đầu tiên, từ những chiêu sau chỉ còn nước chống đỡ, càng chống thì càng sơ hở. Kiếm pháp phải tiên kiếm trọng tiêu diêu, không ngờ hiện như gà mắc tóc, lúng túng vụng về. Nghe xoẹt một tiếng, một tia máu phun ra thật mạnh, cánh tay phải của lão già bị hất tung lên trời. Lão rú lên một tiếng rồi nằm gục dưới đất trong đau đớn. Mạn Hồ Anh nom tình cảnh này, định tuốt kiếm xông ra thì thủ hạ vô danh nói to: "Đồ con nít không biết lượng sức, cỡ nhà ngươi không đủ tư cách đấu với lão phu." Cậu bé tức giận quá, nhảy ngay vào trận. "Đủ tư cách hay không, trước tiên phải thử xem cái đã. Phi Tiên Đoạn Kiếm thức vốn là tinh hoa của bản phái, từ xưa tới nay truyền đời, chỉ có trưởng môn mới học được. Thế nhưng Trình Thoái Kỳ vì yêu mến ái đồ đã phá lệ truyền thụ." Trong khoảng sân rộng,
những đường kiếm tuyệt hảo hiện ra. Hồ Anh vẽ kiếm như một làn sóng trôi nổi bập bềnh trên sông, cuốn chặt lấy thủ hạ vô danh. Gã ta ở trong lưới kiếm tầng tầng lớp lớp, nhưng không hề nào núng. Một tay phòng ra sau không cử động, chỉ dùng một tay đối lại. Hồ Anh tuy còn nhỏ, công lực chưa cao, nhưng kiếm pháp thật là phi phàm. Mới đầu còn luống cuống, nhưng về sau địch ra chiêu càng xảo diệu, cậu lại càng phản xạ tuyệt luân. Phi tiên đoạn kiếm trở nên vô hình vô định, không còn tuân theo một nguyên tắc nào nữa. Thủ hạ vô danh sử tới kiếm thứ 24 vẫn không làm sao đánh hạ nổi. Gã bắt đầu nóng mặt, tay tả phía sau lưng khẽ động, một luồng chỉ lực đại hùng hồn từ phía sườn phải nhắm đúng giữa trán Hồ Anh vô tung bắn ra. Cậu bé phân vì bất ngờ, phần vì quá gần, không tài nào đỡ được. Bỗng nghe hự một cái, mé thái dương bỏng rát, tưởng như có một luồng hỏa viêm chạy qua. Cậu kêu lên một tiếng, một bên tai đã bị chỉ kình đánh tàn nát. Thủ hạ vô danh được thể đâm thêm một chỉ nữa, trúng ngay vào bụng trần cậu, khiến chỗ ấy lùng một lỗ lớn, máu thịt bầy nhảy văng ra. Hồ Anh không chịu nổi nữa, gục ngay xuống sân nằm thòi thóp. Thủ hạ vô danh chưa muốn buông tha, quyết tâm hạ sát cậu. Chợt đâu có tiếng cong thật inh tai, hệt như tiếng chuông chùa. Hóa ra chỉ lực của gã đụng phải tiểu trùng bì kiếm. Trình Thoái Kỷ không muốn ái đổ chết thảm, nên liều mình ra can. Ngờ đâu chỉ lực quá cường hoành, hai thầy trò bị đẩy lui tới 3 bước. Thủ hạ vô danh cười khà khà, sứ đồ tình nghĩa sâu nặng, thật là đáng trân trọng. Hôm nay để lão phu thanh toàn cho các ngươi, xuống suối vàng cùng một lúc, kết thúc đi. Vừa nói dứt lời, gã khẽ khuỵu người xuống, chân tả quét một vòng tròn đá mạnh thanh kiếm của mình, thẳng về phía sư đồ Kỷ. Giây phút ấy thật là kinh hồn táng đợm, không một ai ở đây có thể cản được, và cũng không một ai dám ngăn cản đường kiếm hủy diệt ấy. Nhắm mắt, cúi gằm là hành động của đám đông lúc này. Bỗng từ trên hàng cây cao vút phía bên vườn, có một bóng người bịt mặt lao xuống. Lạ thay, tiểu trùng bi đang nằm dưới sân phát ra một đạo hào quang chói mắt. Nó như bị ai điều khiển, bật dậy, chặn đứng thanh trường kiếm đang phóng tới như vụ bão. Kiếm đụng vào kiếm, có tiếng keng thật dữ dội, một đốm hoa lửa lóe lên. Hai thanh kiếm sau cú va chạm không nhúc nhích dịch chuyển tới nửa phần. Người lạ mặt nhẹ nhàng đáp xuống, đó chính là Chủng Thiên. Chàng vốn đã quy ẩn giang hồ, ngoài việc truy giết lũ kình đạo, chàng chẳng còn tha thiết gì tới thế sự võ lâm. Ai sống ai chết, chàng cũng mặc kệ. Hôm vừa rồi nghe được tin tiên kiếm môn có biến, chàng nóng lòng tới đó trợ giúp. Nhưng khi ẩn thân trên cao, chàng chợt thay đổi suy nghĩ. Chàng nghĩ rằng mình nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật ngàn đời. Nếu thực sự tiên kiếm môn không đủ mạnh, ác sẽ bị kẻ khác thu phục. Bây giờ chàng giúp họ, còn mai sau sẽ thế nào? Thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh sư đồ Kỷ che chở cho nhau, chàng chợt động tâm, nhớ lại chuyện cha chàng từng lấy thân mình che chở cho chàng khỏi bị người ta đánh. Tấm lòng hào hiệp của chàng trỗi dậy, chàng phải xen vào chuyện này. Chàng đứng ở giữa sân, ngay sát tiểu trùng bi. Đệ nhất thần binh gặp chủ cũ, lập tức phát sinh cảm ứng. Tuy nằm dưới đất, nhưng sát khí đen ngòm bốc ra đầy mãnh liệt. Trình Thoái Kỷ nom nhìn lữ khách lạ, con người từ từ giãn ra, dường như đã biết được điều gì. Thủ hạ vô danh gườm gườm đôi mắt, gã đang chăm chú từng cử chỉ của chàng. Gã liền cất giọng, ngươi là ai, sao dám xen vào chuyện này? Trùng Thiên cũng đáp luôn, ta là ai à, vậy các hạ là ai? Thủ hạ vô danh hơi bực, ta đang hỏi ngươi. Chàng ung dung đáp, ta là kẻ quê mùa, tên tuổi chẳng đáng nhắc tới, nói chung không thể so được với Yến Phục tiên sinh, năm xưa danh tiếng vang động thiên hạ. Hóa ra thủ hạ vô danh chính là Mộ Dung Long Thành. Lão vốn thuộc dòng dõi tiên ti,
là hậu duệ chính ngạch của Yên Vũ hoàng đế Mộ Dung Thùy. Sau khi nhà Tiền Yên bị tan rã, quý tộc nhà Yên chia năm xẻ bảy. Mộ Dung Thùy lập ra Hậu Yên, Mộ Dung Hoàng lập ra Bắc Yên, Mộ Dung Đức lập ra Nam Yên. Thế nhưng chẳng bao lâu thì cũng tan rã. Con cháu nhà Mộ Dung phần bị giết, phần bị nhụt chí. Từ ấy chẳng còn kẻ nào đủ sức khôi phục nước Yên nữa. Trải qua hơn 500 năm, nhà Mộ Dung mới lại sản sinh ra một kẻ thực sự xuất chúng. Từ võ lực tới tuệ nhãn đều vượt xa người thường. Kẻ ấy chính là Mộ Dung Long Thành. Cha lão mong Hà Nhi có hoài bão lớn, liền lấy luôn kinh đô Long Thành để đặt tên cho con. Mộ Dung Long Thành từ nhỏ đã thích nghiên cứu võ học các phái, tự mình sáng tạo ra thuật dĩ bỉ trì đạo, hoàn thi bỉ thần chứ danh. Từ lúc hành tẩu giang hồ, hầu như không bao giờ gặp địch thủ. Chỉ đáng tiếc sinh thời, đúng vào lúc nhà Tống đang hưng thịnh, ý đồ khôi phục Đại Yên 5 lần 7 lượt đều gặp trở ngại, khiến cho lão ôm mối hận trong lòng khó thể giải tỏa. Nay nhân cơ hội tam tuyệt, kẻ chết người biệt tích, liền thừa cơ gây dựng thế lực, chờ ngày phục quốc. Để thể hiện cho quyết tâm này, lão tự đặt cho mình ngoại hiệu là Yến Phục, để nhắc nhở bản thân và cả con cháu sau này không được quên trọng trách lớn lao. Lão sau khi thất bại trước Thượng Y Bình, không muốn các thế lực thù địch để ý, liền giả chết, hậu thuẫn Hà Nhi ở phía sau cho dễ bề hành sự. Lần này tới Tiên Kiếm Môn, lão biết nguyên khó mà thành công, liền dùng thuật dịch dung cải trang đi bên cạnh. Việc này chính nguyên cũng không hề hay biết. Chẳng ngờ dẫu lão có tính kỹ đến đâu, đến phút cuối sự vẫn gặp biến. Lão chưa đoán ra lữ khách đứng trước mặt là ai, mà địch nhân lại biết lai lịch của mình, cơ hồ có chút hoang mang. Người vô danh gặp kẻ bịt mặt, thực là trong hư có hư, khó mà đoán nổi. Trùng Thiên nhẹ nhàng nói: "Tiên sinh già rồi, tốt nhất nên chọn cách an nhàn, đừng có khuấy động đào kiếm, như thế không hay đâu, uổng cả một kiếp người." Mộ Dung Long Thành sắc mặt hơi biến đổi, lão gắt lên: "Nhà ngươi dám dạy khôn ta, để xem ngươi có đủ bản lĩnh đó không." Nghe chíu một tiếng, một đạo chỉ lực bắn thẳng về phía chàng. Trung Thiên cũng đẩy ra một trường đáp trả, chỉ lực đụng vào trường phong, không phân hơn kém. Cứ thế họ kẻ né người đỡ, trong khoảng sân rộng chân khí nồng nặc, những tiếng bình bình vang lên như pháo nổ. Môn tham hợp chỉ của Mộ Dung Long Thành đã dốc tới 10 phần công lực, nhưng vẫn không thể làm khó đối phương. Lão tức tốc đoạt lấy thanh trường kiếm nằm dưới sân. Người dùng kiếm tới mức tinh vi, hoàn toàn có thể phá giả kiếm khí, nhưng cùng lắm cũng chỉ luẩn quẩn quanh sống kiếm. Còn như Mộ Dung Long Thành, kiếm khí tỏa ra xa tới vài thước, đặc biệt lão còn phát ra cả kiếm mang, ánh kiếm lập lòe, phủ lên một màu tím rộn. Kiếm pháp của lão uy lực khác hẳn lúc nãy, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ban đầu phiêu hốt bất định, về sau vững chắc như núi, có lúc lại tầng tầng lớp lớp, dồn dập dàn trải như sóng dữ. Thế nhưng vạn trùng thiên lại chẳng khác chi người lái thuyền trên sông, sóng càng cao thuyền càng nhô, cứ theo đó mà nâng lên hạ xuống, hoàn toàn không chút lúng túng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả là ứng nghĩa. Hai người giao phong tới hơn 30 chiêu thì chàng nói lớn: "Yến Phục tiên sinh, lão xuất kiếm đủ chưa? Giờ tới lượt ta." Chỉ thấy thiên tượng chợt biến đổi, trời đất nổi cơn gió dữ, bạch vân rực lên chuyển thành màu tía. Trên trời có 9 tầng mây, dưới đất có 9 tầng địa ngục. Chàng đang xuất ra khởi thủ thức của tam hộ nhân gian, có tên là Cửu Trùng Duy Ngã. Chiêu này đánh ra thì càn khôn đảo điên, ngũ hành vũ động, sức mạnh chẳng khác thiên binh vạn mã, thần Phật yêu quỷ cùng nhau tụ hội. Mộ Dung Long Thành có dị chiêu đáng sợ quá, trần đời lão chưa thấy bao giờ. Mặt mũi lão tái mét, vứt hẳn trường kiếm xuống đất, hai tay thành hình sóng hỗ, thi triển thức cuối cùng trong đầu chuyển tình gì, có tên là vật đổi sao rời. Liệu Mộ Dung Long Thành có thể hóa giải được khởi thủ thức của tam hộ nhân gian? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 100 mang tựa đề Nơi Nhạn Môn Chí Cốt Hàn Huyền.
vì mộng bá ân tình đành đoạn.